sửa kín tỷ phú Trịnh Văn Quyết và màn giải cứu ngoạn mục cho Đinh Tiến Dũng. Vào ngày 28 tháng 10 năm 2023, tỷ phú Trịnh Văn Quyết, nguyên chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần tập đoàn FEC, đã bị Bộ Công an khởi tố bắt giam với hai tội danh thao túng thị trường chứng khoán và lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ông Trịnh Văn Quyết bị cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt tới hơn 3.600 tỷ đồng bằng chiêu tăng vốn điều lệ khống của công ty xây dựng Pharos, một công ty con của tập đoàn FEC. Đài BBC Việt ngữ vào ngày 1 tháng 7 cũng đưa tin tòa xử kín vụ ông Trịnh Văn Quyết triệu tập gần 100.000 nhà đầu tư. Bản tin cho biết ông Trịnh Văn Quyết, cựu chủ tịch tập đoàn FEC và 49 bị can dự kiến sẽ bị xét xử vào ngày 22 tháng 7 với cáo buộc thao túng 5 mã cổ phiếu, thu lợi bất chính hơn 723 tỷ đồng. Phiên xử sơ thẩm sẽ diễn ra tại Tòa án Nhân dân Hà Nội, dự kiến sẽ kéo dài nhiều ngày với 30.403 nhà đầu tư đã mua cổ phiếu mã ROS trong lần bán ra đầu tiên và hơn 63.000 nhà đầu tư đang nắm giữ cổ phiếu này, được triệu tập trong vai trò người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan. Gần 100 luật sư đã đăng ký bảo chữa cho các bị cáo, riêng ông Quyết có 4 luật sư bảo chữa. Đáng chú ý, trong số 7 người khác cùng tội danh ông Quyết, có 6 người là anh em, ruột và người trong gia đình của ông. Vẫn theo đài BBC, báo cáo cho thấy, để chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư, ông Quyết cùng em ruột là Trịnh Thị Minh Huế và ông Doãn Văn Phương, cựu tổng giám đốc tập đoàn FEC, chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần xây dựng Pharos, là người đã bỏ trốn, nâng khống vốn của công ty FEC Pharos từ 1,5 tỷ đồng lên tới 4.300 tỷ đồng. Từ đấy, ông Quyết bán ra 391 triệu cổ phiếu, hình thành từ vốn góp nâng khống cho hơn 30.400 nhà đầu tư, chiếm đoạt 3.620 tỷ đồng. Dư luận xã hội từ lâu đã nghi ngờ về thế lực đứng sau, tạo điều kiện cho tỷ phú Trịnh Văn Quyết kinh doanh và giàu lên nhanh chóng, đồng thời cũng nghi ngờ tại sao trong hoạt động mua bán chứng khoán, ông Quyết có biểu hiện sai phạm, liên tục có hệ thống trong việc thao túng giá cổ phiếu để mà trục lợi mà đã không bị xử lý hoặc chỉ bị xử lý nhưng rất nhẹ. Ví dụ cuối năm 2017, ông Quyết đã bán chui 57 triệu cổ phiếu, thu về không dưới 400 tỷ đồng mà chỉ bị phạt vẹn vẹn có 65 triệu đồng. Nhưng câu hỏi ai là người đã che chắn bảo kê cho Trịnh Văn Quyết lộng hành trong suốt thời gian dài đến như vậy đến nay vẫn là một ẩn số. Tuy nhiên, sau đại hội đảng lần thứ 13 và trung tuần tháng 9 năm 2021, truyền thông nhà nước từng đưa tin Bộ trưởng Tài chính nhiệm kỳ 2016-2021 có một số vi phạm khuyết điểm. Theo thông báo của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, ông Đinh Tiến Dũng bị cáo buộc đã dính líu tới việc thao túng thị trường chứng khoán và tiếp tay cho các tập đoàn tư nhân trong việc phát hành trái phiếu. Cụ thể, đồng chí Đinh Tiến Dũng thiếu lãnh đạo, chỉ đạo thanh tra kiểm tra với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và cơ sở giao dịch chứng khoán để Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành một số văn bản không phù hợp với quy định của pháp luật. Nhưng Bộ Công an cũng chỉ đề nghị truy tố 4 cựu lãnh đạo Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh và 3 cán bộ thuộc Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vì giúp Trịnh Văn Quyết chiếm đoạt 3.600 tỷ đồng. Tuy nhiên, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung nhằm đảm bảo việc truy tố. Báo Dân Trí vào 28 tháng 10 năm 2023 cho biết, cựu chủ tịch FEC Trịnh Văn Quyết đã thay đổi lời khai, không nhận tội. Theo đó, sau khi kết luận điều tra của Bộ Công an gửi sang Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao để ban hành cáo trạng truy tố, thì bất ngờ ông Quyết đã phản cung, không thừa nhận những lời khai trước đó trong hồ sơ vụ án. Theo giới thạo tin, khi đó ông Quyết còn khai ra một danh sách dài những người liên quan, kể cả những người đứng đầu chính phủ, quốc hội, cho đến các bộ, ngành, các tỉnh thành, từ trước đến nay đã nhận hối lộ của ông Quyết. Vào ngày 15 tháng 6, Ủy ban Kiểm tra Trung ương cũng đề nghị xem xét thi hành kỷ luật ông Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy thành phố Hà Nội, cựu Bộ trưởng Bộ Tài chính. Ngay sau đó, vào ngày 21 tháng 6, Bộ Chính trị ra thông báo Ban chấp hành Trung ương đồng ý để ông Đinh Tiến Dũng được thôi các chức vụ để nghỉ công tác và nghỉ hưu. Công luận thấy rằng đây là sự phối hợp nhịp nhàng và là màn giải cứu ngoạn mục của ban lãnh đạo đảng với mục đích chạy tội cho ông Đinh Tiến Dũng để ông được hạ cánh an toàn, đồng thời để ông Dũng tránh phải đối mặt với bị cáo Trịnh Văn Quyết tại phiên tòa. Quý vị và các bạn phải theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo .de với bản tin xử kín tỷ phú Trịnh Văn Quyết và màn giải cứu ngoạn mục cho Đinh Tiến Dũng. Vấn đề an sinh xã hội với chế độ chính trị, so sánh giữa Thái Lan và Việt Nam. Ở bất kỳ quốc gia nào trên thế giới, vấn đề an sinh xã hội luôn là vấn đề quan trọng, được người dân quan tâm, đặc biệt là các chính sách an sinh xã hội với người cao tuổi.
Cổng thông tin chính phủ của Việt Nam vào ngày 29 tháng 6 đưa tin, tại kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 15, các đại biểu Quốc hội đã thông qua luật bảo hiểm xã hội có sửa đổi. Đáng chú ý, luật bảo hiểm xã hội sửa đổi đã bổ sung chương 3 về trợ cấp hưu trí xã hội. Cụ thể, công dân Việt Nam từ đủ 75 tuổi trở lên nếu không có lương hưu, hoặc đối tượng là công dân Việt Nam từ 70 tuổi đến 75 tuổi thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo và đáp ứng các điều kiện theo quy định thì được hưởng trợ cấp hưu trí xã hội do ngân sách nhà nước đảm bảo. Đây được coi là một sự tiến bộ trong chính sách an sinh xã hội đối với người cao tuổi ở Việt Nam. Nhưng nếu nhìn sang các quốc gia trong khu vực Đông Nam Á như Thái Lan thì Việt Nam còn thua rất xa. Trong khi ở Việt Nam được biết, mức chuẩn trợ cấp xã hội với người nghèo trên 75 tuổi chỉ có mức duy nhất một khoản ở mức bình quân là 360.000 đồng mỗi tháng, tương đương có 500 bạt. Thì người già Thái Lan từ 60 tuổi trở lên được nhận trợ cấp hàng tháng theo mô hình bậc thang. Người 60 tuổi nhận được 600 bạt, 70 tuổi 700, 80 tuổi 800 và 90 tuổi trở lên 1.000 bạt. Ngoài ra, mỗi người nghèo ở Thái Lan còn được nhà nước cấp thẻ tín dụng trị giá khoảng 300 bạt mỗi tháng để lĩnh miễn phí các nhu yếu phẩm cần thiết như bột giặt, gạo, chất đốt tại các cửa hàng bán lẻ. Đối với các hộ gia đình nghèo sử dụng điện dưới 60kW mỗi tháng sẽ được miễn phí toàn bộ. Không chỉ là người cao tuổi mà cả người nghèo ở Thái Lan cũng hạnh phúc hơn người bình thường ở Việt Nam. Thái Lan có một chế độ an sinh xã hội tốt mà kể cả các quốc gia có nền kinh tế phát triển cũng chưa chắc có thể làm được. Đặc biệt, hai chính sách hàng đầu là y tế và giáo dục. Theo đó, giáo dục ở Thái Lan là miễn phí 100% trong vòng 15 năm. Còn y tế thì thực hiện chữa bệnh không mất tiền cho mọi công dân, kể cả các bệnh hiểm nghèo. Chương trình giáo dục miễn phí của Thái Lan quy định tất cả trẻ em Thái Lan từ 3 tuổi trở lên khi học ở hệ thống trường công được miễn phí giáo dục toàn bộ trong 15 năm phổ thông hay các trường dạy nghề. Nhà nước Thái Lan chi trả tiền cho tất cả các chi phí liên quan đến việc học tập của học sinh như sách vở, giấy bút, cặp sách và cả đồng phục. Phụ huynh học sinh không phải trả bất kỳ chi phí nào. Vấn đề chữa bệnh miễn phí cho toàn dân cũng tương tự. Mọi công dân Thái Lan đều được chữa bệnh miễn phí tới 100% theo yêu cầu mà không phải trả tiền và được cấp thuốc men miễn phí. Chuyện an sinh xã hội ở Việt Nam hiện nay nếu so sánh với Thái Lan vẫn là một câu chuyện buồn và đáng thất vọng. Hai vấn đề lớn nhất, giáo dục và y tế, vẫn là một gánh nặng cho người dân, chiếm tỷ trọng lớn trong chi tiêu đối với các bậc phụ huynh, học sinh ở Việt Nam. Cho dù nhà nước Việt Nam vẫn nhân danh xã hội chủ nghĩa, nhưng tại sao họ không miễn phí giáo dục và y tế theo truyền thống của các nhà nước cộng sản như Cuba hay Bắc Hàn, đến nay vẫn duy trì. Một số đông người Việt Nam hiện nay không biết rằng sự khác biệt kể trên có thể là thể chế chính trị giữa Thái Lan và Việt Nam tạo nên, có thể thấy rõ khi so sánh giữa thể chế chính trị độc đoán toàn trị ở Việt Nam với thể chế chính trị dân chủ đa đảng ở Thái Lan. Đây là sự khác biệt giữa một nhà nước của dân, do dân và vì dân thực sự, khi chính quyền do người dân Thái Lan bầu ra bằng lá phiếu của chính họ, với một nhà nước của ông, do ông và vì ông, theo kiểu đảng cử dân bầu, mà thực chất người dân Việt Nam không có một chút quyền lực nào trong sinh hoạt chính trị. Quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo.de với bản tin Vấn đề an sinh xã hội với chế độ chính trị so sánh giữa Thái Lan và Việt Nam. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.